Hai chào anh em ở Sĩ Lương, mình Tờ Lũ S98. Rất vui quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay. Vậy là các bạn cập nhật ở server quốc tế chứ không phải server Nhật Bản mà mình đang làm video ở đây với hàng Santa đã cũng cập bến võ sĩ mới, đó là võ sĩ Kensu Tiểu Long. Tuy nhiên thì nó mới chỉ ở cái tầng gọi là tầng chưa có môn, chưa có hồn vũ khí, thậm chí còn chưa tới vòng quay. Thế nên việc xác định được nó có vai trò trong tương lai như thế nào là điều tương đối khó khăn. Thì mình hy vọng là video này với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn Santa đã cho mình mượn cái làm video ở sân Nhật Bản thì có thể giúp cho chúng ta có một cái nhìn tương quan, một góc nhìn nào đó thêm vào về con Kenshu ở sân quốc tế các bạn nhé. Ở sân Nhật Bản thì Kenshu Tiểu Long đã ra mắt rất lâu rồi. Nó đã trải qua có khi phải đến 1 năm rồi. Nên là nó không còn là điều mới lạ. Tuy nhiên số lượng người chơi và số lượng người chơi ở lâng lên cái tầng cao nhất là tầng S Max thì thật sự phải gọi là đếm trên đầu ngón tay, rất hiếm người chơi nó các bạn ạ, vì nhiều nguyên nhân. Mình sẽ không đi sâu vào nguyên nhân mà mình sẽ đi sâu vào cái đó là phân tích bộ kỹ năng, so sánh giữa các server từ server Nhật Bản, server QQ, sau đó là kết lại ở server quốc tế, cũng như là test vài trận đấu với các với những cái đối thủ khác nhau, đúng không? Đây là một áng VIP không, top không quan trọng lắm vì chúng ta sẽ đánh với những người ngang hạng chứ không phải là đánh với những người vượt thực chiến của mình hay thấp hơn thực chiến. Đánh ngang nhau thì VIP không quan trọng lắm, thậm chí lực chiến cũng không quá quan trọng. Rồi ok, trước tiên là mình review một tí về cái bộ kỹ năng của con Kenshu Tiểu Long này ở cả server Nhật lẫn server Taiwan, lẫn server QQ, lẫn server quốc tế các bạn nhá. Ở server quốc tế thì mình thấy rằng là dự kiến, mặc dù chưa update môn nhưng dự kiến sẽ là con Kensu Tiểu Long có cái sức mạnh lớn nhất trong 3 phiên bản. Phiên bản Đài Loan thì mình không tìm thấy trang dịch nên thành ra là dùng bộ phiên bản QQ đấy, tức là Trung Quốc, và phiên bản của Nhật Bản. Đấy. Ok. Skin tăng tỷ lệ hút máu khá ngon. Thứ nhất là lấy ở cái phần nội tại. Đấy. Ở bản Nhật và bản Trung Quốc thì mình thấy rằng gần như là không có sự khác nhau nhiều lắm. Các chỉ số gần như là y hệt nhau. Ở trạng thái khi mà chưa có nhị môn thì các chỉ số của nó nhỏ hơn một chút so với trạng thái sau khi đã được nâng môn. Đấy, cũng giống hệt như là siêu quốc tế luôn các bạn ạ. Ba phiên bản mình cho rằng là gần như giống hệt nhau. Đấy. Có chăng khi ở thêm nhị môn thì cái giới hạn sát thương của Kensu tốt hơn, nghĩa là nó cũng như là tung luôn. Đó là giới hạn là 3% thôi chứ không phải là 7% như chưa khi chưa có nhị môn. Còn các cái thứ khác giống hệt nhau các bạn nhá, cũng có tầng siêu năng lực hay còn gọi là long lực đấy, đúng không? Siêu năng lực 3 tầng, mỗi tầng thì tăng cho bản thân 12%, mình sẽ nói bình thường là 11% thì bây giờ thành 12%. Đấy, sát thương ở đây là 11% chứ. Mình xin lỗi, 9% thì tăng lên thành 10%, mình xin lỗi, siêu năng lực nhá. Đấy thì từ 9% thì thành 10%, như vậy tổng cộng 4 lần là 40% tỷ lệ kháng sát thương và 40% kháng chí mạng. Đấy, khi mà cái lượt đầu tiên nó có sẵn bốn cái tầng siêu năng lực. Đấy, còn ở trạng thái long khí, tức là siêu năng lực chuyển đổi thành long khí thì thay vì tăng 11% thì bây giờ tăng thành 12% sát thương và xem tuyệt kỹ cộng dồn tối đa 3 lần. Đấy, nó tăng lên một chút đúng không? Khả năng hồi máu khi mà hóa rồng cũng tăng lên một tí, từ 20 thành 25%. Đấy. Khả năng khi mà gọi là biến hình. Đấy, hóa rồng cũng là một kiểu biến hình. Còn một loại biến hình nữa là khi mà máu nó thấp quá các bạn ạ thì nó cũng biến hình, nó gọi là nong nộ các bạn nhá. Nếu bản thân mà bị đánh máu dưới 50% thì kích hoạt nong nộ. Đấy, tăng thêm 25% HP. Đấy, và mỹ nộ. Ok, đấy là cái nhị môn của nó. Thì mình thấy rằng nó không khác biệt gì nhiều đáng kể so với bản quốc tế cũng như là các bản khác, cụ thể đây bản QQ. Đấy, nó cũng gần như tương tự nhau hết các bạn ạ, giống hệt nhau luôn. Đây mình dùng Google dịch nên cái độ chính xác của nó không được cao. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể nhìn được đúng không? Đấy, không ảnh hưởng quá nhiều. Bên Nhật thì nó búp thêm một tí. Đấy, 12% thì bên này 11 vẫn để 11%. Đấy. À đâu mình xem nào. À mình xin lỗi, bên này là 11%. Còn bên kia thì là 10%, như vậy là bên Nhật Bản là nó giảm đi một tí. Đấy, chưa có môn thì là 9% các bạn nhá. Đấy, kháng chí mạng cũng như là kháng sát thương đấy thì đây là tăng lên thành 11%, cao hơn một chút đúng không, thêm 1%, nhưng mà nhân 4 lên thành 44% là nó cũng khác biệt đấy các bạn ạ. QQ là mạnh hơn một chút nhá. Đấy, còn cái này thì vẫn là 12%, từ 11% tăng lên thành 12%, tổng 36%, 25% máu. Đấy. Đấy, trong lượt đầu tiên thì cũng có
Giới hạn sát thương 30% giống như của Tung đấy, trong lượt đầu tiên thôi đúng không? Đấy, còn lại thì giống hệt nhau. Đấy là phần nhị môn hay nội tại các bạn nhá. Ở phần tứ môn, đây là cái phần quan trọng nhất. Ở xem vụ quốc tế thì rất là dài, trong khi đấy bên này thì có vẻ khá ngắn ngủi. Bên này là bên QQ thì cũng thấy, mình cũng thấy cũng tương tự như vậy các bạn ạ. Nó cũng rất là ngắn. Rồi chúng ta cùng xem nó là cái gì các bạn nhá. Ở tầng tứ môn đi. Tứ môn thì ở đây bác bu bác dịch rất là dễ nhìn này, là in đỏ đỏ các bạn này. Đấy là sẽ là cái dòng thêm so với độc chiêu. Sát thương độc chiêu không gây hồi nộ địch, còn ở trên thì có gây hồi nộ. Giải búp các lợi mục tiêu chính, ở trên này cũng có giải búp luôn. Đấy, khiên khiếc gì bên đối phương thường là mất hết 40% choáng. Rồi ở trên thì không có choáng, ở dưới này độc chiêu cũng có choáng luôn. Nhưng thật sự nó không quá quan trọng. Hút 10% HP tối đa một chiến, ai có cả tăng 35% tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. Bên này trên này thì là 30% các bạn ạ. Bên này trên này là 25%. Còn ở dưới này thì là 35%. Mình nhớ là server quốc tế là 30% đấy. 30% tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng đấy. Đây là bên Nhật là khi chưa lâng môn là nó hơi bị lép đi một tí. Nếu địch đang bị trạng thái long thực, long thực là cái trạng thái mà nó sẽ bị dính độc. Đấy, mỗi lượt ở bên tí đó, bản dịch bên kia thì nó sẽ nói rõ hơn về cái trạng thái long thực này. Còn bản dịch Wakbu này thì không nói, không mô tả rõ trạng thái long thực nó bị mất máu như thế nào. Đấy, trạng thái long thực sẽ bị dính khi mà dính tuyệt kỹ các bạn nhá. Đọc ở phần tuyệt kỹ hay lục môn thì các bạn sẽ thấy cái phần long thực này. Nếu địch đang bị trạng thái long thực thì sẽ tăng thêm 35% sát thương nữa, hồi lộ cho bản thân, tăng thêm một bậc siêu năng lực, tăng thêm hai bậc siêu năng lực. Đấy. Và thêm phát nữa, đấy, thành hai bậc siêu năng lực. Sát thương thì bỏ qua miễn không. Tất cả các sát thương kể cả đòn đánh thường của hay là độc chiêu hay tuyệt kỹ của Kensu thì đều bỏ qua miễn không hết. Rồi. Đấy, độc chiêu bên này. Còn độc chiêu bên này thì mình thấy rằng nó cũng không có gì khác biệt mấy cả. Đấy, sát thương này không gây hồi nộ này. Đấy, hút 10% máu, 10% máu các bạn này. Đấy, 40% choáng này. Đòn tấn công cũng 35% này. Trên này thì là 30%. Đâu rồi các bạn? 30% tỷ lệ chí mạng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó giống hệt như phía quốc tế. Lên xem quốc tế thì mình thấy rằng cái bản QQ của nó giống hơn là bản Nhật Bản. Nhưng mà nói thật lõm là lá như nhau hết, không khác nhau quá nhiều đâu. Cũng hồi phục độ. Rồi, nếu giá trị mà nhỏ hơn 500 thì lượng hồi phục gấp đôi. Bên này cũng thế chứ. Đúng rồi. Còn khi mà chưa có môn thì là 300. Đấy, nên là khi có tứ môn thì kể cả Xion là vật sĩ mới nhất, nó cũng hồi độ rất là nhanh. Thì con này cũng thế, nó cũng sẽ hồi độ rất là nhanh. Hồi 300 độ là không khó. Rồi, cũng khôi phục hai lớp siêu năng lực. Đấy, ok. Đấy là gọi là gì nhỉ? Tuyệt kỹ độc chiêu của nó các bạn nhá. Độc chiêu của nó ở level 132 thì gây lên tới 239%. Ở trong game này thì mình nghĩ là cũng thế thôi. Đấy, còn bác Vu thì bác ấy không đề cập đến cái giá trị gây sát thương này của nó. Vì thật sự là nó không quá quan trọng đúng không? Nhưng mà đi nghiên cứu chi tiết sâu xa thì mình thấy rằng nó quan trọng đấy các bạn ạ. Mình lấy ví dụ độc chiêu này, mình sẽ đem đi so sánh với một số độc chiêu khác. Đây là 236% các bạn nhá. Đấy, thì nó có sự sai khác một chút vì ở đây là level 112, trong khi đấy đây là level 132. Đấy, cái các bạn để ý đây là độc chiêu nhá, là 236. Đây là độc chiêu hàng 2 võ sĩ. Đấy, mình sẽ kiếm một con nào đấy độc chiêu hàng 2 võ sĩ đi. Hơi đáng tiếc một tí không có con nào nhỉ? Độc chiêu hàng 2 võ sĩ. Ví dụ con này chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy chỉ 170%. Và đây là level 101. Đấy, các bạn thấy kém hơn rất nhiều đúng không? Đấy. Ý mình là kém hơn đấy chỉ cái chỉ số phần trăm này này. Kể cả lên level bằng nhau thì chắc chỗ này nó cũng chỉ được khoảng độ chưa đến 200% đâu. Đấy. Con kia nó cao hơn. Đây cũng là hàng 2 võ sĩ, tư chất 15. Ở đây bạn ấy không có một con nào khác, ví dụ đánh hàng 2 võ sĩ, ví dụ con nào Tung chẳng hạn. Mình sẽ kiếm con Tung nhá, không biết ác này có Tung không. Chắc không có Tung rồi. Tung nó cũng không được cái đạt đến cái chỉ số gọi là tăng sát thương độc chiêu mạnh như thế đâu. Vì nội tại của con này là tăng sát thương độc chiêu mà các bạn. Đấy, đây là vắn tắt của mình muốn chia sẻ với các bạn là cái sát thương độc chiêu của con Kensu này nó được cường hóa mạnh hơn các con khác. Rồi. Phần tuyệt kỹ cũng như là phần lục môn của nó thì sẽ như sau. Khi mà chưa có ở trạng thái môn ấy, đấy, khi mà chưa có mình sẽ chưa có hồn vũ khí thì sát thương của nó là đánh vào hai mục tiêu, một mục tiêu cố định hàng trước và một mục tiêu ngẫu nhiên, và nó gây ra một cái hiệu ứng cái gì nhỉ, được tăng công thủ ở xuyên đỡ đòn rồi này. Đấy, và nó gây ra một cái hiệu ứng long thực lên mục tiêu. Đấy, lên hai mục tiêu đấy, với mỗi mục tiêu là 40%. Thì cái long thực này các bạn tưởng tượng cho mình nó gần giống như mê hoặc. Đấy, tức cái hiệu quả của nó gần giống như mê hoặc.
nghĩa là nó đánh vào mục tiêu và mục tiêu bị dính cái hiệu đấy, xem là nó không giống mê hoặc các bạn ạ. Đấy, mục tiêu cái này nó gọi là hiệu ứng, này nó gọi là hiệu ứng mềm đấy, nên là rất là khó hóa giải, giảm tỷ lệ chữa trị và tốc độ hồi nộ, và mỗi lần gây sát thương địch sẽ không hồi nộ. Ngoài ra khi mà dính long thực thì nó còn bị chịu thêm một cái lượng sát thương nữa, mà bên bản QQ thì nó trình bày rõ hơn. Các bạn nhìn này, khi mà bị dính hiệu ứng long thực thì sẽ bị gây sát thương tương đương với 126,6 126,2% công và 924. Đấy thì các bạn lưu ý đây là cái sát thương như kiểu đốt máu ấy. Đấy, khi bị dính gọi là hiệu ứng long thực các bạn nhá. Đấy thì cái hiệu ứng này đây là ở cấp 132, còn ở trạng thái là cấp 1 thì của nó là 100% và 7 sát thương, thì đây tăng lên thành 126,2 cộng 1 cộng 924. Thì đây là cái độc mà mọi người vẫn hay để ý tới. Ở cái độc này thì rõ ràng nó cũng không quá nhiều nhưng mà đủ để giết những cái võ sĩ mà nó biến đi biến về ấy. Mình lấy ví dụ như là Xion, ví dụ như là thần bài chẳng hạn. Đấy, đây là những cái võ sĩ mà người ta hay nói là Kensu có khả năng khắc chế được, thì chính là nhờ cái Nhật thực rồng hay là Long thực đấy các bạn ạ. Đấy, nó gây sát thương kiểu như vậy nhá. Ở khi có hồn vũ khí thì nó gia tăng thêm các chỉ số. Đấy. Ngoài ra thì tăng thêm các cái bậc siêu năng lực và long khí cũng được tăng lên nhanh hơn. Đấy. Các bạn lưu ý là có siêu năng lực thì sẽ giúp cường hóa khả năng kháng chí mạng và kháng sát thương. Còn có long khí thì sẽ giúp cho bản thân cường hóa kháng sát thương. À, cường hóa sát thương. Cường hóa sát thương và cái gì nhỉ? Đây là cường hóa sát thương, có long khí thì sẽ cường hóa 36% cái gì đây? Sát thương và sát thương tuyệt kỹ các bạn ạ. Đấy, sẽ tăng được sát thương và sát thương tuyệt kỹ nhá. Đấy, và giúp đó đạt trạng thái hóa rồng để giới hạn sát thương. Đấy, nên là cái long khí này cũng rất là quan trọng. Khi mà lên có hồn vũ khí xong thì sẽ gây cái hiệu ứng long thực và sẽ được bỏ qua miễn khống. Mình cũng không rõ là xem là bên này thì có được bỏ qua miễn khống không. Ừ, không được bỏ qua miễn khống các bạn ạ. Đấy, đúng rồi, đây là bên này cũng thế các bạn này. Khi có hồn vũ khí thì mới bỏ qua miễn khống được, nghĩa là sẽ gây nên được hiệu ứng lên cả những võ sĩ bỏ qua miễn khống như là Tung, như là Xion lượt 1, như là Magaki lượt 1. Đấy thì có hồn vũ khí thì nó mới bắt đầu là gây hiệu ứng long thực lên được những cái võ sĩ đấy nhá. Còn chưa hồn vũ khí thì không ăn thua, miễn hiệu ứng vẫn sẽ là miễn hiệu ứng. Đấy. Và các bạn lưu ý đây là cái hiệu ứng mềm, một cái hiệu ứng theo mình đánh giá là khó chịu hơn hẳn so với cái hiệu ứng mình xem nào, nó cũng gần giống hiệu ứng chảy máu đúng không? Đấy, nhưng mà chảy máu là nó theo phần trăm máu tối đa, còn đây là theo chỉ số công của Kensu. Đấy, các bạn ạ, các bạn lưu ý đây, cái hiệu ứng long thực này rất giống hiệu ứng chảy máu của Leo La Mèo. Đấy, cũng giảm tỷ lệ chữa trị, giảm tốc độ hồi nộ, đấy, gây sát thương, đấy, nhưng mà lại là theo chỉ số công. Rồi, cái này đã bỏ qua được miễn khống, vượt xa so với Leo La Mèo ở cái chỗ bỏ qua miễn khống. Còn khi lục bôn thì nó thêm được cái gì? Đấy, đó là các chỉ số tiếp tục tăng thêm, đấy, tăng thêm 20 tỷ lệ combo perfect, xem bên này có không? Bên này thì không có các bạn ạ, bên QQ thì không có. Đấy, cái tỷ lệ combo perfect này thì sẽ giúp ảnh hưởng đến cái sức mạnh độc chiêu của Kensu. Đấy. Tăng thêm bậc siêu năng lực và hai bậc long khí, bản nào cũng sẽ có thôi. Gây thêm sát thương rồi, 70% xác suất gây ứng long thực lên các mục tiêu. Đấy. Từ 40% khi nâng lên lục bôn thành 70%, tỷ lệ gây hiệu ứng long thực lên hai mục tiêu đấy sẽ cao hơn. Ngoài ra, lượt độc chiêu tiếp theo sẽ chuyển thành tuyệt kỹ mới có tên là tiên khí phát kình. Ngoài những hiệu quả tứ môn ở trên ra sẽ tăng thêm 25% tỷ lệ chí mạng nữa, khiến tỷ lệ chí mạng của nó thành 25 cộng 35 là 60% tỷ lệ chí mạng, tăng vọt đúng không các bạn? Kết hợp thêm với nội tại nữa thì sắp xỉ 100% chí mạng rồi. Đấy, nên là độc chiêu của nó có rất nhiều tỷ lệ chí mạng. Gây hiệu ứng long thực lên một địch, ở đây không nói phần trăm, như vậy là chắc chắn cái hiệu ứng long thực lên một địch không rõ địch nào. Đấy, duy trì một đợt mình nghĩ là sẽ là kẻ địch mà đứng ở hàng trước thôi. Đấy, như vậy thì nó sẽ gây ra chắc chắn một long thực và một cái lưỡi thì hết xui theo chỉ số phần trăm ở trên là 70%. Nếu hàng dọc địch chỉ có một người thì tăng thêm 25% sát thương công kích thông thường. Rồi, đấy là hàng đơn. Kể lượt thứ hai thì sẽ giải mọi trạng thái xấu và hồi mắc lộ, nghĩa là hồi trạng thái lượt hai chắc chắn là sẽ có nộ. Đấy, còn lượt một thì tùy, lượt một đánh trước thì chắc chắn không có nộ vì hồn của con này là hồn rắn. Cả bản Nhật Bản lẫn bản QQ thì đều là hồn rắn hết các bạn ạ. Đấy, tất cả đều hồn rắn hết nhá. Đấy, không rõ các ông ấy bảo bản nào là hồn hổ ấy, hình như bản Đài Loan là hồn hổ. Đấy, bản này vẫn là hồn rắn các bạn ạ. Đấy, con này mình thấy hiếm gặp ở các server lắm. Mình cũng có hay làm về bên QQ, làm về Đài Loan, thậm chí ở Nhật Bản.
nhưng mà hiếm gặp lắm các bạn ạ. Đấy. Xin mãi mới tìm được một acc bạn Santa bạn ấy cho mượn acc đấy. Khó kiếm cái này lắm vì người ta ít chơi. Đấy, ok. Mình check qua một tí xem là bản QQ có gì khác biệt không nhá. 35% phòng thủ và tỷ lệ phá vỡ 60%, tỷ phá vỡ là xuyên đỡ đòn đấy. À đây cũng có căng tăng perfect các bạn ạ. Mình tưởng là không có, đây cũng có 30% tăng cơ hội perfect này, hoàn hảo là perfect. Để kéo ra một lượt rồi. 80% cơ hội gây ra long thực cao hơn so với Nhật Bản. Như vậy là bản Nhật Bản mình thấy nó lép tương đối nhiều các cái chỉ số, kể cả khi có môn hay là chưa có môn. Bỏ qua hiệu ứng rồi. Như vậy là phải lên đến tầng lục môn thì mới bỏ qua cái hiệu ứng một cách gọi là hoàn hảo hoàn toàn các bạn ạ. Đấy, chứ còn đâu thức tỉnh vũ khí thì long thực là bỏ qua hiệu ứng rồi nhá. Đấy. Còn phải lên lục môn thì cái long thực này mới gọi là chắc chắn 100%. Rồi, ok. Đấy. Và nó không thể hóa giải được các bạn ạ. Đấy, các bạn lưu ý khi ăn lục môn rồi thì cái long thực này lại không thể hóa giải được. Đấy, mình sẽ đọc xem bên này có cái không thể hóa giải không nhé. Đây còn giảm thủ các bạn này, hồi và hồi máu này. Đấy, không thấy có cái giảm tốc độ hồi nộ nhưng mà có giảm thủ. Mình xem bên này có giảm thủ không. Đấy, bên này không có giảm thủ các bạn ạ. Bên này giảm 50, giảm 20% chỉ số thủ. Đấy, mình bảo bên QQ thì nó mạnh hơn mà lại. Rồi, nhưng hình như cái này là có thể hóa giải ấy các bạn ạ. 80% cơ hội có thêm nhật thực rồng tức là long thực bỏ qua ảnh hưởng của tỷ lệ hiệu ứng đấy và tỷ lệ miễn hiệu ứng đấy, bỏ qua khả năng miễn nhiễm hiệu ứng trạng thái tiêu cực. Đấy, không rõ ở đây này, mình cũng không rõ lắm là nó có gọi là giải trừ được không. Có lẽ là giải trừ được, trong một số clip ở của arc này thì mình thấy hình như vẫn giải trừ được. Thế bên Nhật thì người ta ghi rõ là không giải trừ rồi, bên QQ thì không chắc các bạn nhá. Nếu như mà bên Nhật mà bên QQ mà không có cái giải trừ này thì bên Nhật nó lại hơn được cái là không 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 thể hóa giải. Còn bên QQ lại bị hóa giải thì nó lại là ngang nhau. Còn bên này mà cũng không được hóa giải được thì rõ ràng là bên QQ mạnh hơn. Ở bên server quốc tế thì theo mình nó còn mạnh hơn nữa. Dù nó chưa có lục môn nhưng ở phần thức tỉnh vũ khí thì nó có thêm hai dòng. Dòng nó có thêm một dòng, đó là khi tung tuyệt kỹ thì sẽ hút độc chiêu bên đối phương. Đấy, thì sẽ có cơ hội hút độc chiêu bên đối phương. Ví dụ có một cái tầng siêu năng lực thì nó sẽ hút 10% độc chiêu bên đối phương. 10% độc chiêu là 10% khả năng độc chiêu bên đối phương ấy. Đấy, có 10% làm cho độc chiêu bên đối phương không ra được và bên mình có độc chiêu. Đấy, bốn cái hay 40% tương đối hên xui. Còn đâu khi có hồn vũ khí thì nó được thêm một cái nữa là hút được cái sát thương độc chiêu cũng như là sát thương giảm sát thương độc, giảm khả năng kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Đấy, tùy thuộc vào lượng long khí mà nó đang sở hữu. Đấy, một tầng long khí thì là 10%. Đấy, thì bên server quốc tế là tạm thời khi chưa có hồn vũ khí là nó thêm được cái đấy. Còn khi có môn nữa thì mình cũng chưa rõ nó như thế nào. Theo mình đánh giá thì bản QQ bản Nhật Bản thì Kensu là yếu nhất. Kế tới là bản QQ và bản mạnh nhất mình dự đoán đấy nhá, sẽ là bản SEO quốc tế. Đấy là cái dự đoán chủ quan của mình. Về bộ đồ phối hợp cho Kensu với cái tỷ lệ chí mạng xấp xỉ 100% như thế rồi, nhưng đối phương nếu như có kháng chí mạng các thứ vân vân đấy thì theo mình thấy là vẫn chưa đủ. Ngoài ra thì muốn nó sát thương cao nhất thì phải lắp cho nó, theo mình ấy, thì cho thêm một bộ chí mạng và bốn sói. À mình xin lỗi là sáu sói hoặc là một bộ chí mạng. Bộ chí mạng ở đây thì các bạn có thể lựa chọn bộ sói hoặc là bộ thần nộ. À mình sẽ bộ tam giác tức là bộ sát thủ đấy hoặc là bộ thần nộ đều được. Đấy. Các bạn có thể kết hợp 4 viên đấy với 2 viên hút máu. Đấy, theo mình nhận định ở đây thì có sói cho Mizuchi, có hút máu cho Athena ở hàng sau. Đây là bộ phản đòn của Tengu. King thì đang sử dụng bộ hút máu và 2 viên chí mạng thần nộ. Cuối cùng bộ hút máu. Như vậy run nói thật là arc này thiếu rất là nhiều và gần như là chưa có cái run nào gọi là phù hợp cho Kensu của các bạn ạ. Đấy. Với 6 viên chữ G như này thì nó chỉ hữu hiệu khi mà máu của đối phương là dưới 35%. Điều đấy khá khá là khó để cho Kensu có thể tỏa sáng được.
dù trọng tim hiện nay nó là con đả theo mình đánh giá là mạnh nhất, vì kinh ở đây chưa có môn đấy, thì mình đánh giá con này là con có sát thương mạnh nhất và sẽ là sát thương chủ lực, nhưng bộ rune này của nó lại không phải là một cái bộ rune sát thương chủ lực. Mình sẽ xem cách bày biện của bạn ý về mặt đội hình nó sẽ như thế nào. Kensu ở hàng dưới và Athena lại ở vị trí cuối cùng. Các bạn có thể thấy nhận thấy là Kata S-Max bạn lại đưa vị trí cuối cùng. Nếu là mình thì mình sẽ đưa Athena lên trên và đưa Kensu ở vị trí cuối cùng. Kane sẽ ở vị trí hàng dưới. Athena là một con có khả năng phòng thủ rất nhây các bạn ạ. Đấy. Tất nhiên là tùy từng server rồi nhá. Ở đây là mình cũng không dám nói chắc chắn nó là như vậy vì mỗi một server là khác nhau. Theo mình thì Athena mình thích để hàng trên hơn. Nhưng S-Max để hàng dưới, hàng trên đều được hết. Nó cũng giống như thần bài ấy, các bạn ạ. Đấy. Giờ thì như thế nào? Khi mà bộ rune của nó không được hoàn thiện như thế này, mình sẽ cố kiếm xem mà trong này có một cái bộ rune nào đấy phù hợp không nhá. Tỷ lệ gây long thực của nó là chắc chắn rồi, cho nên là không cần phải có cái run hỗn loạn này nữa. Đấy, dù trên lý thuyết là cũng có thể dùng. Chữ G này, chữ G này còn không đủ đồ để mà nâng công cho nó đấy các bạn này. Đấy, nghèo đói quá đúng không? Đấy, không đủ đồ để nâng công cho nó luôn, với con level 1 thôi. Chứ chuẩn con này là phải nâng đến đây là ít nhất, đây là gọi là level 100 này. Đấy, lượng sát thương của nó tăng vọt luôn. Sói cũng được, nhưng Mizuchi ở đây đang bá quá các bạn ạ. Đấy, nên là không chơi Mizuchi thì nó hơi phí. Mình sẽ lấy hai viên chí mạng, con này cũng cần chí mạng, nhưng mà chưa có đam mấy. Mình sẽ đổi bộ hút máu của Kensu này qua bộ long thực này của con này nhá. Mình sẽ đổi qua anh cho nhau. Hôm trước lúc đấy mình đã vào mình test, hôm qua mình đã vào mình test một trận này. Nó không được hiệu quả. Ở trái với sale quốc tế thì sale Nhật Bản kiếm rune, kể cả rune vàng rất khó các bạn ạ. Mình xin nhắc lại là nó rất khó, chứ nó không phải như kiểu sale quốc tế. Đấy, là kiếm rune vàng các bạn cảm giác nó rất là nhàn hạ. Rune rồi, như vậy là 3-3 rất khó chịu. Mình sẽ phải kiếm một viên thần nộ đã thành nha đẹp này. Viên 2, 4 và 5. 2, 4, 5 tạm thời đều không có. Viên thứ 6 của con ngành có phải hút máu không? Cho con này cho nó full đi. Không phải. Thiếu run quá các bạn nhỉ. À đây có hai viên chí mạng nữa này. Bộ này không đủ. Đấy, arc này mình yếu là do run chưa đủ. Thần bài 5 sao. Có thêm hai viên hút máu nữa này. Hút máu không cần các bạn ạ. Hai viên là đủ rồi. Có cả skin nữa rồi, đây rồi các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ lắp trả lại bạn ý một cái viên bình thường rồi nhá. Đây rồi. Rồi. May quá đúng không? Vẫn còn. Mình nghĩ là để ở đây này phí đi. Sói này nó sẽ khó kiểm soát thôi. Thường thường mình sẽ lắp cho full một bầu hết, kể cả phí cũng thế. Đấy. Tất nhiên là nó sẽ thừa ra nhưng mà nó dễ kiểm soát. Mình đang có một viên số 4 đúng không? Rồi, được rồi đấy các bạn ạ. Đây sẽ bộ rune tương đối hoàn chỉnh. Tất nhiên là phải nâng level nữa chứ như này là chỉ lấy cái chỉ số thôi, à chỉ lấy cái gọi là skin thôi, kỹ năng thôi, chứ chỉ số là gần như chưa có mấy. Hơi đáng tiếc một tí. Chữ nhật đây mình cũng không rõ đây là cái chỉ số gì nữa. 0.9% mà 1.43%. Chắc là tỷ số sát thương là khá sát thương gì đấy. Còn bộ kinh thì lắp tạm thôi. Lắp tạm bợ. Mình sẽ lắp bộ chữ G cho nó vậy. Quái quá nhỉ. Chớ trêu thật đấy. Ban đầu bộ chữ G của nó cũng là bộ gọi là lẻ tẻ mà. Bộ 4 chữ G này không đem lại hiệu quả gì nhiều cả.
Thôi mình sẽ để bộ 6 chữ G nhá. Thật sự 6 chữ G là không giải quyết vấn đề gì cả. Thôi để như này đi. Chả giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy, để hai viên sói vàng này ta tăng thêm chỉ số công. Đấy, con này để hàng trước. Athena hút máu ấy. Mình nghĩ 4 cái hút máu là thừa rồi. Thay vì lấy hai viên này thì sẽ để hai viên tủ. Đấy, nếu là mình đấy. Ôi vừa đủ luôn gọi này. Ê chứ lại. Đấy, gọi này. Đảm bảo là các bạn này sẽ trâu hơn. Chứ 6 cái hút máu nó là thừa quá các bạn ạ. Bản thân này hút máu đã quá kinh rồi. 4 cái hút máu mình đã thấy tràn trề rồi. Rồi ok, vào test tí các bạn nhá. Đấy, sau đó thì mình sẽ đưa Athena đi về hàng trên. Chứ thật sự Athena để hàng dưới này trông nóng mắt ghê lắm các bạn ạ. Kinh làm sao mà hàng trên mà chống chịu lâu bằng Athena được. Kinh làm gì có sát thương, à, làm gì có sức chống chịu. Kinh ở bản server Nhật Bản là võ sĩ kỹ. Đấy, nhưng mà thiên hướng là tấn công chứ không phải mặt phòng thủ. Đấy, nghĩa là nó sẽ tấn công nhiều hơn là phòng thủ. Còn tất nhiên là kỹ thì thường là hiệu ứng rồi. Đấy. Thôi quẩy rồi nhá. Xem có tạo ra một cái trận đấu nó hay hay không. Mình ấy đánh với mấy bạn xung quanh thôi. Ngang nhau về mặt lực chiến cũng như là uy lực. Đối phương toàn võ sĩ mới và có cả Corona Ona. Ráp chưa có hồn vũ khí. Kensu lượt một thậm chí không có được chiêu. Hơi chán đời. Sát thương của chiêu Hua bên đối phương, à cái Mizuchi bên đối phương gần như là không có. Xem ai sẽ là võ sĩ sát thương mạnh nhất. Rồi, nó chính là Dulon các bạn ạ. À cũng không to mấy nhỉ. Major các bạn ạ. À, rồi đây rồi, đây rồi. Major sẽ là võ sĩ sát thương mạnh nhất bên bên phía đối phương các bạn ạ. À, nhưng mà dính phản đòn của bên phe ta thành ra Major các bạn nhìn cũng chấm máu luôn. Giờ Major mà bị đấm là chết chắc đấy. Rồi chúng ta hãy cùng tập trung vào vị trí của Kensu các bạn nhé. Sát thương khoan thua. Thật ra lắp bộ chữ G là sai. Bộ sói may ra còn hiệu quả. Chứ bộ gì cũng không được vì nó chưa hồn vũ khí yếu á. Hay là tuyệt kỹ. Rồi các bạn nhìn thấy hai võ sĩ bên đối phương bị dính độc long thực. À tiên khí phát kinh đấy. Rồi các bạn ấy thấy tổng như vậy sẽ có tới 3 võ sĩ bị dính long thực, 2 võ sĩ đến từ tuyệt kỹ và 1 võ sĩ đến từ độc chiêu. Chúng ta cùng xem là ai sẽ giải được long thực nhé. Trên giấy thì nói là không giải được. Và quả thật không giải được các bạn ạ. Rồi, Kensu Tiểu Long tiếp tục có nộ. Và các bạn lưu ý là nó đã biến hóa rồng rồi kìa, xanh xanh là hóa rồng rồi đấy. Còn ba cái cục trắng trắng ở trên đầu thằng Kensu là long khí. À mình xin lỗi, nó là siêu tầng siêu năng lực đấy các bạn nhá. Tối đa là 4 tầng, đang có 3 tầng. Và đã hóa rồng rồi. À mình xin lỗi là hết hóa rồng rồi, hết hóa rồng rồi. Đây, bây giờ bắt đầu hóa rồng này. Ai lượng sát thương không đáng kể lắm, 2,4 triệu đam nhưng là đủ để giết người rồi. Rồi chúng ta tiếp tục xem tiên khí phát kinh của Kensu như thế nào. Có chí mạng luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy, mình bảo rồi phải búp cho nó đủ đồ nó mới chí mạng được. Đấy. Rồi mỗi con hồi sinh một lượt, dựa vào con Ona đấy các bạn ạ. Đấy, trận này thua khi là do con Ona. Nếu không thì Major chết rồi. Rồi may quá. Độc rồi. Rồi
Rồi, kinh bảo nó yếu lắm. Sao mà chống chịu thôi thì là hợp lý thôi. Định làm tanh ảo mà viện trợ nó vào thì mất tanh ảo. Như vậy là trong 4 lượt thì 3 lượt cái su tiểu long đã có nộ, khả năng hồi nộ cho mình đánh giá là nhanh. Bay Athena phát này rồi. Vì sát thương của ta là bỏ qua miễn khống rồi. Rồi 3 triệu đam. Như vậy là nó giết tới 2 mạng của Athena rồi các bạn ạ. À, 2 lần rồi đấy. 4 lần chứ không phải 2 lần. Vì giết xong lại hồi sinh rồi. Rồi. Đấy. Ok rồi đấy. Mình nghĩ là trận đấu thắng rồi đấy. Và Kensu trận này được gọi là tỏa sáng đấy các bạn ạ. Mặc dù nói thật tổng sát thương chính vẫn là con Mizuchi. Đấy, con Mizuchi sát thương nó là sát thương AoE. Nó có thể không giết được trực tiếp giết người nhưng mà nguồn sát thương lớn nhất là từ nó tiếp tục đầy độ. Dư sát thương. Sát thương của Kensu Tiểu Long nó là bỏ qua miễn khống. Đối phương còn nó chấm máu. Ổn đúng không các bạn? Đấy, tương đối ổn. Đấy, mình sẽ đưa kinh lên vị trí hàng sau các bạn nhé. Và đưa Kensu vào vị trí cuối cùng để sát thương độc chiêu của nó là mạnh nhất. Đưa Athena lên hàng trước. Đây. Nó để như này đây. Ráp là yếu nhất vì ráp có 4 sao thôi. Để như thế này để Athena có sức chống chịu tốt hơn. Rồi. Mình không biết là còn cơ hội đánh lại với bạn ấy không. Bạn này là cái gì? Lực chiến là 2685. Chạy mất rồi. Chạy mất rồi các bạn ạ. 2685. Chạy mất rồi. Thôi mình đánh với mấy bạn xung quanh vậy thôi nhá. Không dò ra nữa rồi. Chịu rồi đúng không? Không dò được. Rồi tiếp tục. Đấy là đối phương còn có online các bạn nhá. Đấy, chứ đối phương mà không có online thì xong rồi. Thật ra đối phương mình thấy rằng cái lượng sát thương của họ là không đủ. Con Dulon của họ không đủ sát thương để giết bên mình. Đấy. Một lần đục vào Mizuchi thì không chết. Lần thứ hai thì giết xong thì bên mình còn một mạng. Và bên mình phản công lại tốt hơn. Đấy. Với Athena S-Mark, với Kensu và mấy Mizuchi, ba con hàng sau bên mình là sát thương nó tốt hơn. Đấy. Hàng tanh của hai bên mình thấy đều hoạt động tốt rồi. Đấy, có bên mình là sát thương tốt hơn, bên đối phương sát thương không bằng. Major cũng không có những quả highlight sốc đam được. Mizuchi thì cũng giống như Mizuchi bên mình thôi. Còn con Dulon bên đối phương là hơi gây thất vọng. Với đội hình của bạn này thì mình nghĩ rằng sẽ nhờ vào con này là con Efru. Chúng ta thử xem là bạn ấy có ở đâu. Đây đã nhá. Đội hình này chưa chắc mình thắng ở đâu. Dù hiện nay top bạn ấy là thấp hơn. Hàng tanker của bạn ấy với bên mình là tương đối giống nhau. Đấy, sự khác biệt có lẽ là nhờ bên bạn ấy có Efru và có Una. Hai con là võ sĩ hợp tác. Nói thật là các kỹ năng của nó là mình đánh giá là cao hơn nhiều so với các võ sĩ hiện nay vẫn đang còn trong team. Kể cả những võ sĩ mới nhất. Mizuchi đam đợt 1 gần như không có mấy các bạn. Mizuchi mạnh nhất sẽ khi mà biến hình. Rồi, Rap bay ngay từ số 1. Tự nhiên Kensu Tiểu Long sẽ có một cái khiên. Nhưng do tính năng viện trợ, trợ chiến thành ra là đúng không? Không có khiên nào. Đánh nhau với con Ona thành ra phải giết nó thêm mấy mạng nữa này. 7 triệu đam từ Mizuchi. Rồi. Có tuyệt kỹ. Đây là lượt số 1. Do Kensu Tiểu Long của bên mình là bị dính đam rồi. Tiên khí phát kình các bạn ấy chỉ mạng chưa? Hãy ráp bay. Đấy, và các bạn thấy là đầy máu luôn do là có ngọc hút máu. Nếu không ngọc hút máu mình nói thật không hồi lại được gần máu đâu. Chết thằng cẳng đấy. Sẽ kích nộ cho đây này, con này mới là con dã man gọi này. Nó bắn cho nó nát hết đây này. Rồi
có giới hạn sát thương nên Kensu tiểu long chống được quả S-Mark của con này là con Metacut. Và lượt này thì sẽ Kensu tiểu long sẽ hồi đầy bình thôi, có hút máu rồi có viện trợ chiếc hồi máu. Mình nhỏ rồi, Athena hàng trước bạn yên chí, giết được Athena còn khó. Lắp vào hút máu như này nó đầy bình nhanh lắm, thủ nó kém đi một tí nhưng nó hồi máu nhanh lắm. Con kinh mình nói thật là nó chưa có hiệu quả nhiều, chưa có đủ sức mạnh. Rồi ráp bên đối phương là hồi sinh các bạn ạ, nhưng lần này thì sẽ không ai cứu được mày rồi, bay luôn ráp lần nữa là hai mạng của ráp. Các bạn thấy con Ona nó rất khó chịu đúng không? Nó tiếp tục hồi sinh con một con nữa là con Efuru các bạn kìa. Mình nhìn không nhầm thì Efuru bị kinh đá chết rồi đấy chứ. Khó chịu thật. Rồi kinh quả này bay rồi. À rồi, một lần nữa tiếp tục Metekun nhắm vào vị trí của Kensu nhưng mà không làm gì được. Đây này, thế một chấm máu ở đấy thì bên mình phải gọi là hồi mã thương không? Đấy, đây là điểm yếu chết người của Kensu đấy các bạn ạ, không có khả năng hồi sinh. Thật kỳ lạ là kinh lại là võ sĩ bị nhiều cái gọi là cái gì gọi chặt thanh máu đó, gọi là cái gì. Trận này khó rồi, Kensu đam chủ lực chết rồi. Cả hai con Ryo trên cầu của hai bên phải gọi là quá khó chịu các bạn ạ. Không biết là bao nhiêu mạng nữa. Feta còn tới 4 võ sĩ, không tính con viện trợ. Có lẽ S-Mark của Metekun làm nên chiến thắng cho đối phương. Nó mê hoặc mất con gì kia rồi kìa. Đấy, kể lượt này mà Mizuchi có nộ đúng không các bạn? Đấy thì sẽ đánh vào Metekun. Thì Metekun chắc là chết chắc thôi. Chết luôn Mizuchi bên mình. Bá thật. Sẽ giải hiệu ứng cho nhau. À viện trợ giải hiệu ứng. Mình ở rồi Athena các bạn thấy nhây lắm. Nhưng để như thế này sát thương hai con chưa đủ nhỉ. À đây chết được này. Ờ vẫn thắng đấy các bạn ạ. Vẫn thắng đấy. Hai con đánh nhau nó mới tết. Nhưng mà Mizuchi nó lại đốt máu. Thấm quá các bạn ạ. Không có nộ nhỏ ghê. Chết đâu, đánh là chết. Ôi tối em nó vẫn còn được hồi máu các bạn ạ. Ờ may. Vẫn còn một đợt biến hình. Đấy, may quá đúng không? À cái hàng trước nhây lắm mình ạ. À, chết chưa? Chết rồi. Rồi ơi. Rồi, hồi đầy mình ngay có gì đâu. Đấy, thắng rồi. Không giết được Ryo trên cầu đâu. Đấy, đánh thường ra chí mạng. Không giết được đâu mà. Rồi đánh cho các bạn nhìn cột máu thút luôn thụt đi kìa. Nhưng bên mình sẽ thắng thôi. Đấy, Kensu tiểu long mà thua vãi thật. Ảo thế nhở, trận đấy cũng thua ảo thật. Kensu tiểu long mình nghĩ nếu như còn sống nhá. Đấy, nếu như còn một chấm máu ở đấy thì sẽ có một đòn hồi mã thương. Hơi đáng tiếc một tí là bạn ấy nuôi Kensu tiểu long theo mình đánh giá là chưa đủ đến hỏa hầu mạnh nhất về cái đồ thôi. Môn miếc là ngon rồi nhưng run của nó là hơi tệ. Đấy, đối phương lại có con Ona nên là họ hồi sinh nhiều quá. Mỗi con toàn phải giết đến 2-3 lần mới xong. Cái gì? Metekun sát thương to ghê.
Rồi, đấy, bên mình tàn chấp người luôn các bạn. Trận này thì thua chắc rồi. Khỏi xem. Meteku nó đã cho này mất một mạng. Con này rap chưa kịp làm gì đúng không? Đạp một phát chết. Efuru bán không thắng các bạn này đâu các bạn ạ. Trông con này thôi nhưng mà khó đánh lắm. Tiếp tục đây là có Una không? Đây là gặp Vice Major nhưng chưa có môn. Rồi, quẩy với đội này nhá, nhưng mà bạn thì có kinh. Mình thì mình nghĩ rằng Kensu sẽ cái hiệu Kensu khác là kinh đấy. Đấy, vì nó có cái giới hạn sát thương nên kinh là đạp không chết được đâu. Vừa vào trận đã bị mê hoặc rồi. Đấy, các bạn nhìn dấu tình yêu của thằng ấy không? Đấy, chính là bị nó mê hoặc. Rồi, có nộ luôn. Đối phương chủ yếu mình nghĩ dựa vào kinh S-Max. Chưa đủ sát thương. Yếu quá nhỉ, Athena đối phương yếu quá. Thật ra Athena phải tung từ phát tuyệt kỹ số 3 thì bắt đầu mới là mạnh. Rồi, hai cái đóng băng. Như mình nhìn không nhầm đây là Esmac Kula hay sao ấy. Kula thường của nó mạnh thế cơ à. Bay rap. Rap các bạn đừng có đánh giá nó yếu nhá. Rap ông này có 4 sao này. Rồi. Đây là băng thường rồi chứ không phải là băng mạnh như kiểu như ở Kula hàng trên. Khi giải xong thì mất độ. Đối phương có cặp Vice Major rất ngon. Đấy. Với skin sự kiện đàng hoàng để tạo ra bộ bào đen ở hàng dưới. Trông rất đẹp mắt. Nhưng mà Vice Major lại không có hiệu quả cao. Do là chưa có môn. Làm sao? Rồi, lượng sát thương tương đối thôi chứ ở đâu bình thường ạ. Rồi, sao hồi được ít máu đấy nhỉ? Ôi sao Athena hồi ít máu quá, có lẽ mình lại phải để xuống hàng sau thôi. Kinh vẫn phải để hàng trước, kinh vô dụng quá các bạn. Còn hàng trước tanh một mình con thiên cẩu này nó chơi rồi các bạn ạ. Con này nó siêu nhây. À giết người đấy chứ. Quan thua đúng không? Độc chiêu của nó mới là sát thương lớn chứ gần đâu. Đây này có chí mạng luôn các bạn này. Bay một mạng của Kula rồi. Kensu cũng đã đầy bình. Viện trợ giết viện trợ. Rồi. Quả sát thương chất đấy. Nhảy xong thì gần như tự đối phương mất máu. Thiên cầu nó phải thuộc loại của nó. Châu bò chứ không phải người các bạn ạ. Trận này mình nghĩ là chiến thắng về phe ta thôi. Đối phương hàng thủ mỏng quá. Có lẽ là không có Ryu trên cầu. Đấy, riêng Mizuchi đã nó đã thút bao nhiêu rồi. Tiếp tục chỉ mạng. Còn một phát tiên phát khí kình nữa. Đối phương là S-Marking. Rồi, ác đây đúng không? Một phát knock out luôn. Wow, 3 đấu 2. Thấm nha, em mặc Mizuchi thấm lắm. Bay, chí luôn rồi. À nó vẫn còn một mạng nữa. Cũng chết lốt. Đây là có vai sẽ thành ra là Major được hồi sinh. Nhị môn của nó các bạn ạ.
Rồi, cũng giết được kinh bên mình. Khi chưa tự tung được kỹ xong thì không có. À lại có nộ, con kia nó bơm nộ cho. Mizuchi nó bơm nộ cho các bạn ạ. Rồi, tứ môn này phá xiên. Tiếp tục chí mạng đấy các bạn nhá. Major sẽ không giết được cả hai đâu. Nó chưa có S-Max, thậm chí kể cả S-Max. Tiếp tục có nộ. Ôi, Mizuchi đi với con này ngon ghê các bạn nhé. Sẽ còn một phát tiên phát khí kình nữa. Chí bay màu, đấy. Con này mình thôi rồi, mình sẽ để Athena hàng dưới các bạn ạ. Này nó sẽ có đất dụng võ hơn. Đúng thật, để hàng trên không có đất dụng võ. Có lẽ ở bên sân Nhật Bản thì các cái hiệu ứng giảm hồi máu nó nhiều quá. Đấy, con này hồi trên lý thuyết là 30% máu. Thế mà không hiểu sao hiện nay trong ảnh này các bạn ạ, trong trận vừa rồi, cái lượng máu của nó hồi mình để ý rằng nó chỉ rơi vào khoảng được, nó chỉ rơi vào được khoảng tầm 15% máu thôi. Đấy, nó bị giảm đi nhiều lắm, khoảng đi một nửa, 50% luôn. Đấy, mình không rõ là nó có cái nội tại gì, cái tỷ lệ từ những cái con nào mà nó rồi hồi máu kinh như thế. Terico này rồi, ok. Đấy. Bánh bao cũng là một con khắc Terico, theo mình đánh giá cũng khá hay. Đấy, cũng khá hay. Đối phương tiếp tục có con Ona các bạn ạ. Đây là team siêu nữ của bên đối phương. Trận vừa rồi là một trận Kensu được hoạt động đấy các bạn ạ. Tỏa sáng đấy. Cùng với Mizuchi. Chứ còn đâu mình vẫn thấy con Mizuchi nó bá lắm. Để con kinh hàng trước thật sự rất phí phạm. Đấy, nhưng mà không có cách nào khác. Kensu các bạn thấy không có nộ. À không có độc chiêu. Do là cái nội tại của nó thế nhá. Đấy, nội tại của Kensu là tự giảm tỷ lệ ra độc chiêu. Đấy. Một cái nội tại tự bóp rất là ghê gớm. Nhưng bù lại khi mà có độc chiêu thì sát thương của nó lại tăng vọt. Đấy, con Kensu tiểu long đúng là có cái siêu năng lực thật. Đấy, năng lực rất là dị luôn. Mizuchi tiếp tục bị khóa ở lượt số 2. Đối phương gây hiệu ứng vô cùng khó chịu. Và đây sẽ lượt Terico đấm rất đau các bạn ạ. Ơ sao Terico chưa không đấm nhỉ? À đây 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 đây. Ôi dồi ôi. Vãi thật các bạn ạ. Mình ở lượt 2 Terico đấm vào lại đấm chết luôn của bánh bao này. Không hiểu sao nó lan được thằng này luôn. Vãi thật. Chịu rồi. Thằng này, thằng nào không biết bị con nào nó đẩy gạt ra biến mất này. Hồi sinh thì chắc chắn là, hình như là Golit hồi sinh. Thôi thua rồi. Ôi, Terico có một quả đấm không hiểu vì sao luôn. Mình không có kiến nhiều kiến thức về con Terico này. Sợ thật đấy. Đánh một trận cuối cùng để leo lên hạng nhá. Xem leo không. Rồi. Bạn này thì theo mình thấy là mình bên mình có cờ cửa ăn được đấy. VIP không leo vào 2x nhỉ? Hơi bị ảo diệu đấy. Sát thương của đối phương chủ yếu tới từ môn Mizuchi và Efuru. Rồi, coi như sống sót qua lượt đầu. Rồi, những con quan trọng đều có nộ. Điều này rất may mắn. Hiệu ứng đều giải toàn bộ luôn. Sút cho có thôi chứ nó không ra sát thương. Sáu sói mới có sát thương. Kensu sẽ không có tiên phát khí kình mà chỉ là đòn đánh độc chiêu thông thường thôi. S-Max à? Mình không nhầm là S-Max của Tengu. À, Ryu trên cầu.
Vì chỉ có S-Max thì nó mới lựa chọn được võ sĩ thấp máu nhất. Rồi, coi như thoát lượt số 2. Bên mình vẫn chưa ăn được mạng nào bên đối phương. Ăn được một mạng của con Efuru thì nó còn mạng nữa. Ăn một mạng của Athena đối phương nó còn mạng nữa. Khó nhằn lắm đấy các bạn ạ. À, khiên đối phương thì đầy AK các bạn kìa. Một đống khiên luôn ý. Rồi, chọn vào thằng này thì tự mình đứt rồi. Nhưng mà còn một con hồi máu. Bạn ấy để Athena đằng sau mình thì hay đấy. Để Kensu sau khi bị phản đòn xong thì sẽ được hồi máu luôn. Đúng không? Khá thâm độc đấy. Ngoài những hiệu ứng không thể giải được ở bên server Nhật Bản thì mình thấy rằng các hiệu ứng giải được bên server Nhật Bản coi như là không có đi. Vì có quá nhiều thứ giải được hiệu ứng các bạn ạ. Bay Athena rồi. Tỷ lệ hồi máu của Athena bên này bị giảm một cách thê thảm các bạn ạ. Rồi. Bắn như mưa luôn. Cái tỷ lệ gọi là lấy máu từ viện trợ của Athena nó yếu kinh khủng các bạn ạ. Cục máu của nó phải gọi là bé tí xíu luôn ấy. Thôi thua. Mình nghĩ đây là top cao nhất mà bạn ấy có thể đạt tới rồi. Rất khó để đạt được top cao hơn. Đấy. Thôi nhá, hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Đấy, rất cảm ơn bạn Santa đã cho mình một cái góc nhìn rất chân thực, sinh động, chính xác về con Kensu Tiểu Long. Để từ đó chúng ta có thể lựa chọn có một góc nhìn, có thêm kinh nghiệm về con Kensu Tiểu Long này. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, đúng không? Đấy, theo dõi. Còn thêm một cái gì càng tốt. Đấy. Sẽ có nhiều cái nhiều video chia sẻ với các bạn hơn. Mọi ý kiến về con Kensu Tiểu Long này thì các bạn cứ comment nhiệt tình, thoải mái. Nói thật mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về con này. Cũng chưa biết là sẽ nâng nó ở tầm nào, lấy nó về hay là không. Đấy. Nên thành ra lấy được 1 đến 2 vân vân. Đấy nên thành ra rất cần ý kiến đóng góp của các bạn. Về sơ quốc tế thì Kensu Tiểu Long chắc chắn nó sẽ có sự khác biệt. Đã có sự khác biệt rồi. Và sau này thì khi lâm hồn vũ khí cũng như là bát môn thì nó còn thay đổi nữa. Đấy, nhưng mà nên là thành ra là nói thật với các bạn là phân vân lắm. Không biết được nó sẽ theo chiều hướng như thế nào. Từ ấy là toàn quay màn hình à? Không quay xa. Ê! Thế thôi các anh em chịu khó xem rồi không để ý đúng không? Ông làm ăn này chết đu vát tai.